cái kết nào dành cho Chủ tịch Nguyễn Đức Chung? Nguyễn Đức Chung lên được chức Giám đốc Công an Hà Nội nhờ là con nuôi của Lê Hồng Anh, em kết nghĩa với Trần Đại Quang, rồi thân cận với Nguyễn Tấn Dũng, đi đêm với Phạm Quang Nghị để giành được ghế Chủ tịch thành phố Hà Nội và vào Trung ương Đảng vào tháng Giêng năm 2016. Sau Đại hội 12, dựa vào bộ tứ đỡ đầu, gồm có Trần Đại Quang, Hoàng Trung Hải, Nguyễn Văn Bình, và Phạm Minh Chính. chung còn lộng quyền, bảo kê công ty của vợ con và sân sau rút ruột cả ngàn tỷ ngân sách thành phố. Cặp đôi Nguyễn Đức Trung, Hoàng Trung Hải và nhóm thuộc hạ rầm rộ, chạy thầu, bán dự án, mua quàng bán chức. Nguyễn Đức Trung xuất phát võ biền, bằng đại học thương mại, chung con mua để đẹp một cánh, chứ nào có biết điều hành kinh tế gì. Nguyễn Đức Trung từng công khai với báo chí là muốn học tập Nguyễn Bá Thanh. Có lẽ chúng con học Nguyễn Bá Thanh ở độ liều lĩnh, bất chấp, thủ đoàn, mỹ dân, bán tất cả những gì có thể và chở tài sản quốc gia về nhà của mình. Trong các cuộc họp Ủy ban Nhân dân thành phố, chúng con bắt trước lối nói chuyện trịch thượng của Nguyễn Bá Thanh, la mắng cán bộ dưới quyền xa xã trước bá quan văn võ. Thích là phán, muốn là làm, Nguyễn Đức Chung như muốn chứng tỏ mình là ngôi sao đang lên trên chính trường. Đối với dư luận quần chúng, Nguyễn Đức Chung đã phô bài bản chất gian hùng tàn bạo khi sắp đặt kế hoạch tấn công đồng tâm vào ngày 9 tháng Giêng năm 2020. Sự lực lộng của Nguyễn Đức Trung đưa đến cái chết thảm khốc của cụ Lê Đình Kinh và vụ 29 người dân oan đồng tâm bị truy tố. Trong hội nghị trung ương 12 vào đầu tháng 5 năm 2020, Bộ Chính trị đã cho bầu cử một số ủy viên trung ương đảng khóa 12 được lưu nhiệm trong nhiệm kỳ 13. Nguyễn Đức Chung không những được lưu lại mà còn được bầu vào vị trí Bộ Chính trị. Đây là báo hiệu cho một triển vọng thăng tiến đối với một cán bộ được ghi nhận là có công lớn trong vụ đồng tâm. Nếu như Nguyễn Đức Chung lọt vào được Bộ Chính trị sau Đại hội 13 vào tháng Giêng năm 2021, thì nhiều phần ông ta có khả năng sẽ giữ một trong hai chức vụ quan trọng. Thứ nhất là thay thế ông Tô Lâm trong chức vụ Bộ trưởng Bộ Công an. Nguyễn Đức Trung có khá đủ điều kiện vì trước khi làm Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, Trung con đã từng giữ chức Giám đốc Công an thành phố Hà Nội. Khả năng thứ hai là Nguyễn Đức Trung sẽ được Bộ Chính trị phân công làm bí thư thành ủy Hà Nội, thay thế Vương Đình Huệ. Lúc đó, như phân, bí thư đương nhiệm Vương Đình Huệ đã được bầu vào tứ trụ trong vai trò thủ tướng thay thế Nguyễn Xuân Phúc. Trong cả hai trường hợp, con đường hoạn lộ của Nguyễn Đức Chung rõ ràng là lên cao như diều gặp gió. Cũng chính vì vậy, ngay lúc này, chúng còn đang phải đối đầu với nhiều thế lực trong đảng, muốn triệt hạ ông ta bằng mọi giá. Đầu tiên là thế lực Tô Lâm, đương kim Bộ trưởng Công an. Cho dù Tô Lâm không còn nằm trong chính phủ mới sau đại hội 13, thì thế lực này cũng không muốn thấy chung con nhảy vào vì ghế bộ trưởng công an phải vào tay đàn em cật ruột của Tô Lâm. Nếu không đụng đến Tô Lâm thì cũng sẽ đụng đến thế lực muốn bứng Nguyễn Đức Trung ra khỏi ghế bí thư thành ủy Hà Nội. Tô Lâm đã trao vụ án Nhật Cường cho tướng Nguyễn Duy Ngọc, một người từng bị chung con chèn ép khi nắm giữ chức giám đốc công an thành phố Hà Nội. Sợ bị trả thù, chung con đã tìm nhiều cách ngăn chặn không để Nguyễn Duy Ngọc được phong tướng và ngồi vào ghế thứ trưởng bộ công an nhưng bất thành khi về bộ công an phụ trách c 03 nguyễn duy ngọc quyết tâm triệt tiêu chung con chiến dịch triệt tiêu chủ tịch thành phố hà nội nguyễn đức Chung được khởi động từ tháng 5 năm 2019 khi Bộ Công an cáo buộc Tổng Giám đốc Công ty Nhật Cường Bùi Quang Huy cầm đầu đường dây nhập lậu thiết bị điện tử quy mô lớn, dấu diếm doanh thu hàng ngàn tỷ đồng. Ông Huy bị cơ quan điều tra khởi tố ba tội, buông lậu, vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và rửa tiền. Bùi Quang Huy đã trốn khỏi Việt Nam và bị truy nã quốc tế. Khi ông chủ Nhật Cường bị khởi tố và truy nã, hàng loạt quan chức, cựu quan chức của Hà Nội cũng bị bắt giam vì vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Ngày 22 tháng 7 vừa qua, vụ án đã tiến sang giai đoạn quyết định. Khi có ba nhân vật bị khởi tố tội danh chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước là ba đàn em của Trung Còn. Thứ nhất là Nguyễn Anh Ngọc là thư ký và biên tập thuộc Văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội. Thứ hai là Nguyễn Hoàng Trung là tài xế của Chủ tịch Nguyễn Đức Trung. Cả hai đều xuất thân từ lực lượng công an Hà Nội là thuộc hạ của Tướng Trung. Khi Nguyễn Đức Trung leo lên ghế Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, Ông ta kéo hai thuộc hạ này qua, theo diện biệt phái. Nhân vật thứ ba là Phạm Quang Dũng, xuất thân là dân IT, du học từ châu Âu trở về. Ông Dũng có bằng thạc sĩ về kinh tế, thanh thạo tiếng Anh, Pháp, Hòa Lan. Trước đó, Phạm Quang Dũng làm cho một số công ty về lĩnh vực công nghệ thông tin, sau đó đã đầu quân bộ công an và được đưa vào cục C03 ở bộ phận chống rửa tiền. Phạm Quang Dũng bị tình nghi lấy cấp tài liệu mật vụ án Nhật Cường khi thấy cuộc điều tra sẽ hướng về chủ tịch thành phố Nguyễn Đức Trung. Nhờ được Nguyễn Đức Trung báo trước nên Bùi Quang Huy mới có thể bỏ trốn ngay trước khi công an đến nhà để bắt giữ. Nhưng Bùi Quang Huy chạy trốn đến nay đã hơn một năm mà chưa bắt được. Rõ ràng là có một bàn tay trong bộ công an mới có thể giúp cho ông Huy về hộ chiếu và các loại giấy tờ khác để ông ta đi thoát dưới một cái tên giả. Những điều này chắc chắn phải nhờ vào sự giúp đỡ của chung con thông qua các đàn em. Những điều này cũng giải thích phần nào những lời đồng đoán. Công ty Nhật Cường là công ty sân sao của Chủ tịch Nguyễn Đức Trung, mà Bùi Quang Huy chỉ là lớp áo bên ngoài. Công ty Nhật Cường tuy chỉ là một công ty nhỏ, nhưng được nhận định là bình phong để buôn lậu linh kiện điện tử nhập từ Trung Quốc. Vì thế, Vụ án Nhật Cường được nâng lên thành vụ án lớn, tương đương với năm vụ án khác mà ông Nguyễn Phú Trọng đã ra lệnh phải giải quyết trong 6 tháng cuối năm 2020. Điển hình là các vụ Khi Tổng công ty Nông nghiệp Sài Gòn, vụ Sabico, Tổng công ty Bia rượu nước giải khát Sài Gòn hay vụ Công ty gan thép Thái Nguyên, vân vân. Nhất là vụ Nhật Cường lại xảy ra ngay tại thủ đô Hà Nội trước mũi của Bộ Chính trị. Cho nên khi bắt và truy tố ba đàn em thân cận của Trung Con chính là Tô Lâm muốn vạch trần sự liên hệ giữa Trung Con với Bùi Quang Huy trong việc kinh doanh mờ ám. Như vậy, cho dù không bắt được Bùi Quang Huy hay ông này có bị thủ tiêu cũng sẽ không ảnh hưởng đến tiến trình điều tra dẫn đến Nguyễn Đức Trung. Đây là lúc Tô Lâm phải nhanh tài triệt hạ phe nhóm Nguyễn Đức Trung tại thủ đô trước đại hội 13 để giúp cho đàn em của mình có thể cướp chính quyền ở thủ đô. Liệu ba tay đàn em của trùng con có ngầm miệng để cứu đàn anh hay không? Từ khi bắt cả trọng mở chiến dịch thanh trừng qua vỏ bọc bài trừ tham nhũng, hàng loạt người của phe bà dũng đã bị ném vào lò. Nguyễn Đức Trung, đương kim ủy viên trung ương khóa 12, diện cán bộ Bộ Chính trị Quản lý, cho nên đình chỉ công tác hay khởi tố bắt giam chung con phải có ý kiến của Bộ Chính trị và Tổng bí thư kiêm chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng gật đầu đồng ý. Vì vậy, nhiều phân Bộ Công an đã được sự đồng ý của bác cả Trọng khi đánh vào sân sau của Nguyễn Đức Trung và Bộ Sầu. Một phương án thay ngựa đã được đề cập đến. Nguyễn Đức Trung sẽ được mời về Ban nội chính trung ương để bị quản thúc. Người dự tính thay thế chung còn ở vị trí đô trưởng Hà Nội là gương mặt đã có bài phát biểu ca ngợi Tổng chủ Nguyễn Phú Trọng đã làm dậy sống dư luận, đó là Phó ban truyền giáo Trung ương Nguyễn Hồng Diên. Ông Nguyễn Hồng Diên từ ghế bí thư Thái Bình đã được Trần Quốc Vượng kéo về thủ đô để gia tăng sức mạnh. Rõ ràng là trận chiến thủ đô trong những tháng cuối cùng trước khi Đại hội 13 mở màn thật vô cùng ác liệt và phức tạp ác liệt vì thủ đoạn của những người cộng sản tuy gọi nhau bằng từ đồng chí nhưng sẵn sàng triệt hại nhau bằng mọi cách kể cả súng đạn điển hình như ở văn phòng tỉnh ủy yên bái vào năm 2016 và rồi cũng sẽ không có ai ra tay cứu chung con bởi đó là bản chất của các đồng chí cộng sản khi có người trong nhóm xa cơ thì các đồng chí hoặc tránh xa hoặc đạp cho chết luôn để khỏi bị liên lụy Hoàng Trung Hải bị tước bỏ quyền lực, Nguyễn Văn Bình và Phạm Minh Chính đang nín thở tự bảo vệ mình. Tất cả cũng chỉ vì quyền lực và quyền lợi. Phức tạp vì những cuộc đấu đá diễn ra thiên hình vạn trạng từ ngay trong trung ương đảng mà kẻ bại trận thường trở thành củi cung cấp cho ông Trọng đốt lò chống tham nhũng. Ván cờ tuy đã sắp tàn, chúng còn xem ra phen này nguy thật rồi nhưng cũng có lúc người tính không bằng trời tính